Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Hoa rất là vui được chia sẻ với tất cả các bạn về một cái sản phẩm, đó chính là viên siêu dưỡng chất của La Mer Care. Đây là một cái sản phẩm được dùng cho mọi loại da, trừ các cái làn da mà đang gặp các bệnh lý về mụn. Và sản phẩm này thì phù hợp với độ tuổi trên 30 tuổi và những cái làn da đang bị tổn thương, đang cần phục hồi. Da của chúng ta theo thời gian sẽ bị lão hóa do mất nước này, do tổn thương. Chính vì vậy, để giúp cho cái làn da của chúng ta luôn căng mịn, trắng sáng và không mắc các bệnh lý thì chúng ta cần phải cấp ẩm và cấp dưỡng chất cho da. Viên siêu dưỡng chất của La Mer Care được cấu thành từ hàng nghìn vi chất rất là quan trọng, được đóng thành viên nang và giúp cho cái làn da của chúng ta trẻ ra tận 10 tuổi các anh chị nhé. Đấy, thì cái sản phẩm này được thiết kế rất là tinh tế và sang trọng, các anh chị có thể quan sát. Nhìn thôi đã cảm giác rất là bắt mắt rồi. Đấy, và trong một hộp thì là sẽ có 40 viên. Trong một hộp sẽ có 40 viên. Được thiết kế rất độc lạ, tinh tế các bạn nhé. Đấy, và mỗi một lần chúng ta sử dụng, chúng ta chỉ cần sử dụng khoảng nửa viên cho đến một viên thôi. Và sau khi sử dụng thì chúng ta cũng hoàn toàn là chúng ta có thể là bảo quản ở trong tủ lạnh. Thì như vậy cũng vẫn đảm bảo là các dưỡng chất nó sẽ không bị thất thoát ra ngoài các anh chị nhé. Đấy, và đi liền với sản phẩm này thì sẽ làm chúng ta cần có một cái chiếc máy di. Chiếc máy di tinh chất để làm gì? Để giúp cho cái sản phẩm này, cái khả năng hấp thu cái sản phẩm này một cách tốt nhất. Giống như các chị em mà khi mà chúng ta đi ra spa ấy, thì những cái máy di chúng ta chỉ được hấp thụ những cái dưỡng chất của sản phẩm thông qua cái máy di thì là có khả năng là hấp thụ toàn bộ được, đúng không ạ? Hấp thụ được khoảng 100%. Nhưng nếu mà chúng ta chỉ di bằng tay thôi thì những cái dưỡng chất nó không thể nào mà hấp thu một cách tốt nhất vào trong da được. Đấy, thì Hoa sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách để làm sao mà chúng ta sử dụng cái máy di này như thế nào nhá. Đấy, thì máy di này sẽ có một là nút xanh, thì đây sẽ là nút ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh sẽ giúp cho cái làn da của chúng ta được trẻ hóa hơn. Còn ánh sáng màu đỏ sẽ giúp cho làn da của chúng ta trắng sáng. Cho nên nếu ai muốn trắng sáng thì chúng ta sử dụng ánh sáng màu đỏ. Ai mà muốn trẻ hóa chúng ta sẽ sử dụng ánh sáng màu xanh, ánh đèn màu xanh. Đấy. Và Hoa sẽ hướng dẫn cho các bạn này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đầu tiên thì là chúng ta phải massage. Đầu tiên là chúng ta phải làm sạch mặt bằng các bước làm sạch skin care, tức là chúng ta sẽ sử dụng nào thì tẩy trang chết, rồi dùng sữa rửa mặt, toner, và sau đó thì chúng ta sẽ chọn một viên này, chúng ta sẽ lấy một viên ra. Chúng ta sẽ lấy một viên và chúng ta sẽ cho trực tiếp lên trên bề mặt của máy di, cho trực tiếp lên trên bề mặt của máy di các bạn nhé. Đấy. Và sau đó thì chúng ta sẽ di trên khuôn mặt của chúng ta. Đây. Xuất phát điểm từ đây các bạn nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ di trong khoảng 10 phút để làm sao tất cả những cái dưỡng chất có trong sản phẩm nó sẽ được hấp thụ vào một cách tốt nhất ở trên da. Đấy. Đấy, thì các bạn cứ di đều nhé. Các bạn cứ di đều khắp mặt. Các bạn di đều khắp mặt rơi vào khoảng 10 đến 15 phút là ok nhé. Đấy, thì toàn bộ tất cả những cái dưỡng chất nó sẽ được hấp thu vào. Đấy. Thường thì chúng ta sẽ sử dụng vào buổi tối là sẽ đạt hiệu quả nhất nhé. Chúng ta sử dụng vào buổi tối là sẽ đạt hiệu quả nhất. Và sau khi mà chúng ta massage được 10-15 phút rồi thì chúng ta có thể là cái bề mặt máy di này chúng ta có thể sử dụng cồn để chúng ta vệ sinh, hoặc chúng ta cũng có thể là sử dụng những cái bông tẩy trang để chúng ta lau. Đấy, để chúng ta lau cái bề mặt để làm sao rất là sạch, đúng không ạ? Đấy, thì ngay sau khi sử dụng sản phẩm, ngay sau khi sử dụng cái viên siêu tinh chất này ấy, đấy thì ngay lần đầu tiên chúng ta đã cảm nhận được cái sự mịn màng gấp 10 lần so với bình thường rồi. Đấy, và sau 10 ngày sử dụng thì sẽ thấy cái làn da của chúng ta sẽ cải thiện hơn, trắng sáng hơn, mịn màng hơn, đúng không ạ? Đấy, thì vừa rồi Hoa có chia sẻ cho tất cả các bạn về cái sản phẩm viên siêu dưỡng chất. Đấy, thì tất cả các anh chị nào mà mong muốn tìm hiểu về sản phẩm này có thể inbox trực tiếp cho Hoa hoặc gọi theo số điện thoại 0909 537 868 để được giải đáp các anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn tại các video tiếp theo. Xin chào.